năm 2021 là một năm có rất ý nghĩa, rất quan trọng, là năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có những thuận lợi song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng toàn dân phải thật sự đồng lòng cùng với lại Hội đồng Nhân dân, chính quyền thực hiện hiệu quả cái khâu đột phá, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng thu ngân sách, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao thu nhập của người dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử, tôi sẽ luôn luôn chủ động và có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại diện, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các quyền đó. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật khi thực hiện khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu kịp thời chuyển đến những người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại tố cáo biết, kiến nghị biết, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Nếu được cử tri tín nhiệm là đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi sẽ cố gắng thực hiện gắn nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân với nhiệm vụ của ngành ngân hàng, nhằm thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.